Vâng, xin chào toàn thể tất cả các đồng chí và các bạn. Ngày hôm nay chúng tôi xin phép chia sẻ toàn thể các đồng chí và các bạn về cái chi tiết tiền thưởng cuối năm chúng tôi xin phép gọi là thưởng Tết trong quân đội nhân Việt Nam như nào. Nội dung này chúng tôi căn cứ theo thông tư số 95. Thông tư này thì rất là mới. Đấy, và cụ thể như sau. Nội dung chúng tôi chia sẻ về cái tiền thưởng định kỳ hàng năm chúng tôi xin phép gọi là thưởng Tết. Mức khá là cao rất là vui, phấn khởi, đặc biệt là từ năm 2025 trở đi thì càng nhiều hơn nữa. Theo quy định bốn uh, mức từ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành uh, tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ sẽ mức khác nhau Ví dụ năm 2024 đối với mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là được 9 triệu 360 ngàn Ngoài ra được tiền ăn dưỡng đầu năm tùy từng đối tượng thì có thể là nhiều đồng chí được cộng các khoản thì có thể là 13 đến 15 triệu rồi uh, Như vậy riêng cái tiền uh, được hoàn thành sắc nhiệm vụ là tiền thưởng định kỳ hàng năm theo quy định đó là 9 triệu 360 ngàn rồi còn từ năm 2025 trở đi là được nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đơn cái tiền thưởng hàng năm là đã 18 triệu 720 000 ngoài ra còn có tiền an dưỡng đầu năm là chúng ta thấy là đã 20 triệu rồi đối với đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đấy đối với thứ hai là đối tượng được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ từ ở năm 2024 thì là 3,5 lần mức lương cơ sở tức là được 8 triệu mốt hơn tuần đồng từ năm 2025 trở đi thì là 7 lần chúng ta biết rồi gấp đôi là được 16 triệu 300 80 ngàn tại sao lại 2025 này gấp đôi 2024 bởi vì do cái công văn này áp dụng từ mùng 1 tháng 7 năm 2024 nên nên là năm 2024 được có 6 tháng thôi 6 tháng thì bằng 1 phần 2 năm nên, nên tính 1 phần 2 thôi từ 2025 trở đi thì mới nhiều còn đối tượng hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 được hơn 3 đầu rưỡi năm 2025 thì được hơn 7 triệu đấy còn nếu mà không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ không có không được đồng nào đấy, ngoài ra chúng ta nhớ là cái khoản ăn dưỡng đầu năm này một nội dung mà rất nhiều chị em quan tâm nếu mà các anh bộ đội mà để vợ biết cái khoản này thì rõ ràng là chúng ta sẽ bị tịch thu Đấy. một nội dung như tôi muốn chia sẻ toàn thể tất cả đồng chí và các bạn hy vọng đây là nội dung hữu ích xin chào và hẹn gặp lại.